vẽ rồi kết đá pha lê. Ở chỗ này còn có cái bảng rất là hay, khách hàng là người trả lương cho bạn nào cô. Này, chính xác đúng quá luôn nha. À, khách hàng là người trả lương cho bạn, khách hàng là người không quyết có định. Khách hàng là đói đấy. Đúng rồi, không có khách hàng là đói. Đúng. Đó. Cô chuyên bán áo bà ba hả cô? Ờ, bà ba đi. Bà à. Người trẻ có, người lớn tuổi có. À. Dạ, thưa là bán may sẵn này là bao tiền một bộ này thưa cô? À, 350 thôi. 350 là cả áo cả quần. Đúng rồi, quần đen với quần trắng, có quần đen quần trắng. Cái này không có, không để túi hả cô? Bà ba. Không, bây giờ bà ba giới trẻ nó may túi quần chứ không có túi áo. À, à dạ. Vậy là bà ba này cho giới trẻ. Đúng rồi. Còn nếu mà bà ba cho người lớn tuổi thì em bà ba cho người lớn tuổi là bà này. À. Em à có đây. Túi áo. Ồ nhưng mà đúng bà ba này nhìn trông nó không có. Cái này thì nó người lớn tuổi. Người lớn tuổi mà. Giống như mấy bà già bác lớn co, tuổi. Còn không có bà eo ba, đúng không? Bà ba giới trẻ thì nó eo co giống à, như áo dài vậy đó. À. Đây, bà ba giới trẻ thì nó eo co như thế à, này. À trời trời. Vậy cái đấy có đủ số đủ size không thưa có. Cô? Đây cô quay một vòng cho đó, cho đó. Đủ, đủ à số, đây. Đủ màu, đủ size, đủ số. 350 một bộ là may sẵn rồi đúng không cô? Đúng rồi. Còn nhưng mà nếu mà may đo thì cô có may không? Hay là không? À, à. Thì may sẵn rồi mới có giá rẻ vậy đúng không cô? Đúng. Chứ còn tiền công cô có một... tới size 8, 75 kg vẫn có. À, vậy là từ nhiêu ký tới nhiêu ký thì vừa thôi cô? Cô có đủ size hết á. Cũng như là cỡ như cô là, à. Là size medium, size M. Người ví dụ như phụ nữ cao 1m6, 1m7 mặc vừa được không? 6, 1m7 nặng bao nhiêu cân? Cỡ khoảng 6-70 kg. Size 2X là. À 2X, à. Ở cái này là người lớn tuổi đều có đủ size. À, như người lớn thì nhiêu tiền một bộ thưa cô? Cái này là 300. À, lớn này rẻ hơn à? Ờ, cái tùy theo này gấm Thái Tuấn. Gấm Thái Tuấn. Ờ. À. Áo nào quần đó, áo nào quần đó. Vâng. À. Còn cái bào ba trẻ nó khác. Gấm Thái Tuấn, đây là đồ may sẵn nha các bạn. May sẵn thì là cô bán từ 300 đến 350. Đây là các bạn có thể mua cái này cho bà các bà, đồng, các mẹ tay này. Dài. Tay ngắn, tay dài có cả này. Đó, cổ thì cũng được thê cổ tròn này, cổ tròn này, tay thêu rồi còn à cái này là đồ thêu truyền thống, thêu truyền thống. Như bộ này thì nhiêu tiền thưa cô? 260 tay ngắn. Ủa sao rẻ đấy? Ờ. Cả áo cả đúng không, nó tùy theo cái chất vải à. Cơ. Còn cái này là hàng của Thái Tuấn à, gấm. Thái Tuấn gấm là mắc tiền hơn. Đúng rồi. À. Tất cả gấm là của Thái Tuấn. Ở à, đây cô còn trang trí cả cái vòng này cho khách gọi là đó. Đồ nó lung linh. Đúng rồi, đúng rồi. Nó dễ cưng hơn. Mà cô bán đây được nhiêu năm rồi thưa cô? Hai mấy ba chục năm rồi. Cửa hàng cô có nêm cạc gì không thưa cô? Vâng, cô để con giới thiệu cho cô đắt khách nha. Con tên là Tuấn Dương, kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. À, vậy con hả? Hay giới thiệu rất là nhiều chợ mà các cô chú ở nước ngoài về nhiều khi biết chỗ để mua. À, à, à. Vậy là cô là Văn Sơn là à, ai cô? Văn Sơn Hoài Linh đấy. Cô quầy tên cô đấy. Văn Sơn Hoài Linh là tên cô là cô Văn Sơn Nga. À? Cô tên Nga đây nhá. Bây giờ cô giới thiệu mấy cái mẫu nào mà Lai. Bán chạy? Bà Lai gấm của Thái Tuấn. Bà Lai gấm. Bà Lai gấm. Bà Lai. À. Cái này là cổ bà Lai. Cổ bà Lai. Đây, cái này cũng bà Lai. Cũng bà Lai. À. Này là cho người lớn tuổi hay sao? Đúng rồi, cô? Tất cả cái này lớn tuổi. À. Cổ này cũng là bà ba đây. À. Bà ba này cho bà trung niên à? Còn cũng tùy thôi. Bà này cũng vẫn còn eo này, sợ bà già thì sắc hết eo rồi. Đúng rồi, cái này người trẻ mà, à. Eo trong, eo ngoài. Vâng, eo trong, eo ngoài. Đây dạ. Có các màu này các bạn này, đây là màu hồng này, màu đỏ này. Màu đỏ. À, đây xanh, là hồng cánh sen nhá. Xanh bí á. Xanh lý á. Xanh lý. Rồi màu tím. Tím Huế. Tím Huế. Màu này gọi màu gì thưa? Màu cánh sen. À. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc, màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Nói chung là rất là nhiều màu. Vâng. Không có được cái cạc đây. À, số 525 chợ Tân Định, sạp có tên là sạp Văn Sơn. Và số di động của cô là 0908787 1. À, 3 lần số 87 rồi số 1. Tên là cô Nga. Và lúc này buôn bán được không cô? Chợ vắng. Thưa quý cô bác anh chị, nằm ngay tại khu vực trung tâm quận 1, chợ Tân Định được xây dựng vào những năm 1926. Nay đã là 2023. Đây là một trong những ngôi chợ có lịch sử lâu đời bậc nhất Sài Gòn với kiến trúc không thay đổi sau gần 100 năm. Tiền thân của chợ Tân Định là chợ Phú Hòa. Theo các ghi chép,
của người Pháp từ năm 1870 đến năm 1880, thì từ lúc đó chợ Phú Hòa đã là một trong những chợ quan trọng nhất ở phía Bắc Sài Gòn. Tuy nhiên, khi đó thì không có ghi lại hình ảnh nào của chợ Phú Hòa. Và tới đầu năm 1926, chính quyền thuộc địa đã bỏ ra ngân sách khoảng 110.000 đồng tiền Đông Dương để xây lại chợ. Một phần là để nâng cao tiêu chuẩn cho ngôi chợ quan trọng này, phần khác là tạo thêm cái nguồn thu ngân sách từ việc bán quyền sử dụng mặt bằng mới cho các tiểu thương. Điểm nổi bật của chợ là mặt trước được thiết kế 3 tháp chuông, một tháp nằm giữa và hai tháp nằm đối xứng hai bên. Tháp chuông ở giữa vẫn còn giữ được quả chuông đồng hồ cổ ở trên cổng chợ. Ngày nay, ngành nghề kinh doanh chính của chợ Tân Định là vải vóc, thực phẩm tươi sống, quần áo, ăn uống, thực phẩm khô, giày dép và trái cây. Từ xưa đến nay, ngôi chợ này vẫn có tiếng là chợ nhà giàu với nhiều món hàng giá cao hơn các chợ khác một chút. Bù lại, hàng về chợ thì thường tươi ngon và chất lượng. Phía sau của chợ là con đường mã lộ dài khoảng 500 m. Và ở khu vực bờ kênh Nhiêu Lộc phía trước đình Xuân Hòa thì ngày xưa là bến tắm ngựa. Theo sử sách ghi chép thì ngày xưa cứ giữa trưa khi vắng khách, các chủ xe ngựa thường xuyên chạy xe từ đường mã lộ dẫn ngựa xuống bến để tắm. Sở dĩ chợ Tân Định được mệnh danh là chợ nhà giàu vì thuở đầu tiên thì ba mặt của chợ là nơi đậu xe hơi hoặc là xe ngựa của khách. Và ở khu vực này cô bác anh chị có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái tiệm vải. Và cách đó không xa thì nhà thờ Tân Định có lẽ là một trong những công trình đẹp nhất thành phố. Nó được khởi công từ năm 1870 và hoàn thành ngày 16 tháng 12 năm 1876, mang phong cách là Gothic kết hợp với Roman, pha chút Baroque ở những nét trang trí. Và nhìn phía trước nhà thờ, chúng ta có thể thấy thì có tòa tháp chính và hai tháp phụ. Trên đỉnh là chóp hình bát giác với cây thánh giá bằng đồng cao 3 m. Và trong tháp thì có 5 quả chuông nặng tổng cộng là khoảng 5,5 tấn. Bên trong thánh đường khá bề thế với những cái hàng cột Gothic dẫn tới bàn thờ chính. Chợ Tân Định thì được xây dựng sau nhà thờ Tân Định. Và đây là một trong những cái kiến trúc mà đẹp ở Sài Gòn. Và thưa quý cô chú anh chị, thì trước mặt chúng ta đang là nhà thờ Tân Định. Thì trong cái video clip này thì Tuấn Dương sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị hai cái địa danh rất là nổi tiếng. Tuy nhiên thì nhà thờ Tân Định lại nằm ở trên địa phận của quận 3. Còn chợ Tân Định thì nằm trên địa phận của quận Nhất. Và hàng ngày thì có rất là nhiều các cái du khách nước ngoài tới đây để chụp hình check-in. Mình thấy đa số lúc này là khách Hàn Quốc, có cả những cái bạn trẻ Việt Nam mặc áo dài ra đây để chụp hình. Quý vị có những cái cảm nhận gì xung quanh video clip này thì hãy để lại ở dưới phần bình luận. Và cảm ơn quý cô chú anh chị. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục theo dõi clip. Thưa các bạn, cái khu vực này thì rất là nhiều khách nước ngoài, khách Hàn Quốc tới đây để chụp hình, check in cái địa điểm nhà thờ Tân Định này. Hôm nay đi qua đây thì nghe thấy mộc hóa, bút viết, cầm bông, thanh trì. Khỏe không?
Ông Cường khỏe không? À anh Dương hả? Ờ trời ơi. Phải lâu quá mới gặp. Lâu quá mới gặp. Lâu quá. Đấy, cả năm rồi. Dạ. Giờ sống sao? Dạ. Giờ sống sao? Dạ cũng bình thường anh. Thấy như em thông sắm cái dàn loa này xịn hơn trước đó không? Dạ. À. Thì hôm trước dịch đó. À. Xong rồi từ lúc dịch tới giờ là thấy queo luôn. Đợt này thấy ốm hơn á. Dạ. À. Ra đây lâu chưa? Dạ em thứ bảy chủ nhật là em bán đây. À, còn dạ. Những ngày khác bán đâu? Đi tùm lum anh. À. Dạ. Này làm được không? Bán được không? Dạ chậm lắm anh. À. Dạ. Đợt này có hay qua bên khu quận 10 không? Dạ cũng ít lắm, đi buôn bán nó chậm á. À. Tiền xe nó cao quá rồi. Ít có qua lắm. Giờ thì em ở đâu? Ở bên Gò Vấp. À giờ em ở Gò Vấp. Rồi cưới vợ mới chưa? À rồi. À. Giờ có gia đình mới chưa? À. Rồi thôi hôm nay chắc mua ủng hộ cái gì đi? Nghiên cứu mua gì ủng hộ ấy? Nghiên cứu mua ủng hộ nhá. Pin này bán sao? Em tắt ra nhạc đi. Pin cái này là 15 ngàn. Còn cái này là 10 ngàn. Cái nào 15 ngàn? Cái này 15 ngàn là 4 cục. Dạ đúng rồi. À, còn cái nhỏ là 10 ngàn. 10 ngàn. Dạ. À. 10, 15 là 25 đúng không? À. Mua mà không biết được có xài hay không, thôi cứ mua ủng hộ thôi. Dạ. Đã có xài Miro, remote, đồng hồ rồi đó. Đây bỏ cho anh cái bao xốp. Dạ đây em đây. Đây em coi cái này nhiêu tiền nè. Cũng lâu rồi chứ, cũng cả 2 năm rồi cũng chưa qua bên đó luôn. 2 năm chưa qua rồi coi em đó là nhiêu tiền. Nguyên mớ đó là nhiêu tiền? 40 anh. À. Ủa, 50. 50 chứ đúng không? Bán không được qua đó thì xe nặng quá. Đây em coi xem cái tiền thế đủ chưa? Dư à? Giờ biết dư luôn. Dư à. Có tiền thối em ta. Không có tiền thối là trả lại không mua nữa. Năm. Đây. Ở đâu rồi? Mới sáng thối nè. À đúng rồi. Em gửi. Cảm ơn anh. Đấy, em gửi thế là dư tiền rồi. Bây giờ anh đưa em là 100 ngàn, rồi em đưa lại anh 150. Cái gì vậy? À đúng rồi. À đúng rồi, vậy thối 50 là đúng nha. Dạ dạ. Ở đây tặng lâu, em lâu lâu bị sớ. Tặng em 200 ngàn nha. Cái này của cô Nina Trịnh. Nha. Cô Nina Trịnh cho em. Dạ. Gửi giúp mỗi người khó khăn một chút. Dạ. Lâu lắm rồi không gặp. Dạ, nói em cảm ơn. Anh bán thứ 7, ông bán thứ 7 chủ nhật. À, bán thứ 7 chủ nhật. Hốc nhỏ này biết mà, biết cách đây mấy năm rồi. 4-5 năm rồi. Cũng em mà. Và rồi thôi, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, bố nào qua anh bên, cũng vậy anh, giữ gìn sức khỏe. Qua bên bệnh viện thì gặp nhá. Dạ, rồi dạ. Anh đi. Dạ. À. Có không chơi vé số chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi giờ chúng ta đi vô trong chợ Tân Định nha các bạn. Ngay cái dãy phía bên ngoài là chỗ mấy quán chè này, này cũng rất là nổi tiếng này, chè Vân từ 20 đến 25 ngàn. Rồi Quảng Châu mì hủ tiếu tôm cật xá xíu hành thánh. Rồi đây còn có chè Bà Mười mặt hàng từ 10-12 ngàn. Đây chắc chúng ta đi mấy cái dãy bên ngoài này trước nha các bạn. Rồi có những người thì nghỉ bán này, từ ngày 30 tháng 7 đến 1 tháng 8, thứ 2 tháng 8 mới bán lại. Rồi các khu bán đồ xi mạ. Nước mía, rau má, trà tắc, chanh dây, cô bông, bún mắm, bún thái, bún miến, gà vịt, mì quảng.
thấy khu này bán đồ ăn uống sang sạp đôi, sang sạp đôi hay sạp sang sửa chữa xi mạ gia công vàng bạc, ai có vàng bạc mang lại đây. Rồi, một cái sạp bé xíu thôi, chú còn trên còn nuôi chim, có một cái cassette cũ rồi. Chào chú. Chú có vẻ yêu thiên nhiên quá. Có cá đâu, cá kiểng giờ hết nuôi rồi. Rồi cảm ơn chú ạ. Rồi, bà bán vé số ngồi ngủ gật luôn, không có khách mua, thế quá. Xi mạ chung đánh bóng sửa chữa nữ trang. Ở khu ngoài này bán mấy đồ hải sản này, nghêu sò ốc, ốc len sò nghêu. Rồi chúng ta quay ra đây trước nhé, đi phía bên ngoài ăn uống đã các bạn, đi cho nó có lớp lang thứ tự nhé. Sình tố, rau má, đậu xanh, chợ nhà giàu đó. Bún thịt nướng, bánh canh cua, hủ tiếu bò viên, bún miến gà. Ở đây là gì ạ? Bún thịt nướng, bánh hỏi, bánh ướt, bún bò xào. Rồi bên này các bạn, 113 Nguyễn Hữu Cầu đó là các cái tiệm vàng, Kim Tiền, Tuyết Dung, Hoa Nguyệt. Ở đây cũng có cả tiệm áo dài này, áo dài Hoa Nguyệt, 117 Nguyễn Hữu Cầu, đại lý vé số. Rồi bún riêu cua, ốc mì quả, dạ, cơm tấm trưa, cháo lòng, cháo thịt, canh bún, nhiều món ăn chơi quá. Tiếu, gỏi cuốn, phở, súp cua. Đây chúng ta đi qua cái khu vực này, khu vực quốc dép. Đây khu vực bán đồ quốc dép, rất nhiều các loại. Dạ. Con đi quay thì ạ. Dạ. Đó, chuyện giày dép. Dạ con đi quay chợ thì ạ, coi bán đắt không ạ. Rồi, bên phải này thì có, ôi trời ơi, nguyên cái dãy ngoài này, sao hôm nay các cô chú không mở cửa. Đây, hết khu vực quốc dép rồi, chúng ta đi vô khu bán quần áo, mũ nón, quần áo, mũ nón. Mũ, đó là bạn mọc, các tiệm san sát nhau nhé, quần áo. Khu này bán quần áo. Để lối đi nhỏ xíu xiu luôn này, chỉ vừa một người đi. Ban ngày đi học chất lượng cao á. Ủa Đọc Dân Lan có chất lượng cao vậy? Có. Lối đi rất là nhỏ, chỉ vừa cho một người, hai người phải né nhau mới đi được. Ok
giám đốc. Đầu bước thêm cái lồng bao cái bỏ giấy vô hả? Ôi cho mệt vậy. Phải váy áo chống nắng. Đấy, trong chợ thì các bạn thấy là cũng nhiều sạp hôm nay đóng cửa. Đây, tới đây là khu bán nhang đèn vàng mã, đèn cầy. Ồ, xếp luôn vàng mã rồi đèn cầy. Rồi, có những biển ghi sạp cho thuê này. Tạp hóa Kim Nguyên, tới đây là cuối chợ, sạp 6. Đây từng các cái sạp nhỏ nhỏ, chiều ngang cỡ khoảng 1,5 m đến 1,8 m, chiều dài khoảng 2,5 m. Đây, cô bán gạo. Rồi, gạo, các loại gạo. Đồ chơi, gần như ngôi chợ này không thiếu thứ gì cả. Đồ chơi con nít này. Gạo sạch, gạo hữu cơ, gạo ST25, gạo Thái Lan. Bảng giá luôn nhé, đầm xịn, áo thun nữ xịn. 1, 2, 3. Đó, nếu mà có hai người đi qua thì phải một người phải núp vô trong mới đi được. Dạ, con cảm ơn ạ. Quần áo rất nhiều, rất phong phú. Quần áo thì phong phú đa dạng. Quần áo may sẵn, đa số là quần áo may sẵn. Đây, vải. Đây, các cái sạp bán vải. Đây, quần áo may sẵn. Phải giùm anh. Dạ không, em đi chợ chơi dạ. Vải rồi quần áo may sẵn, khu này chuyên vải này. Có kiếm vải không anh? Dạ không, em đi quay chợ. Cảm ơn chị. Và con em... của bác. Lưới đi rất là nhỏ. Ở đây cái trục này, trục chính của chợ này. Quá trời vải luôn, đủ các màu sắc. May áo bà ba, may đầm, may áo dài, quần tây. Các mặt hàng vải sợi. Đấy, các vải nhận may và thiết kế áo dài. Mình đây nào phần của chị đi đi đó để đi rồi có tiền mua ớt nước nèo bỏ vô chúng tôi chỉ tạo cho mày ăn chốn. Cần sang gấp các loại vải giá rẻ. Ở đấy trời, sếp nhìn công phu quá trời. Từng cây vải, cây vải một, sếp nhìn rất là gọn gàng đẹp. Rồi, ông bán khăn, khăn mặt, khẩu trang, bao tay, khẩu trang. Đây cái trục chính này là nó rộng nhất. Ở tới khu này thì bán các loại đồ khô, gia vị, tôm khô, cá khô, hạt điều, hạt điều vỏ lụa. Con cảm ơn.
dạ, dạ. 230. Dạ, có bớt thì bớt em 220. Dạ, dạ, con cảm ơn. Con đi quay chợ giới thiệu cho mọi người biết thì ạ. Dạ, dạ. Đó, em cứ quay đi. Dạ, dạ. Vâng. Thực phẩm khô các loại. Vâng. Đậu mứt các loại. Sạp cô Thu Hà, 362 chợ Tân Định. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn cô. Vâng. Dạ, dạ. Mủ chôm, mủ gòn, trà, cà phê, kẹo, bánh mứt, thực phẩm khô, hạt điều, hạt dưa. Đây, khô cá mình cũng có bán không ạ? Có cá khô đủ loại. Hạt điều Bình Dương có hút chân không, hạt sen. Đây, cô bác về ghé đây mua nhé, là sạp 360, 362. Nếu mình ở khu Phú Nhuận hay quận Nhất, quận 3 thì ghé đây, khỏi phải đi chợ lớn, chợ An Đông. Ở đây cũng có. Rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ, dạ. Đây, chợ xây dựng vẫn còn rất là chắc chắn. Chúng ta đi qua đến khu này là khu bán đồ nhựa này. Đây, chợ cách đây hàng trăm năm mà đã xây dựng kiên cố để như thế này. Đây, cũng khu này bán dụng cụ đồ dùng, tô ly, dĩa, chén, muỗng, đồ nhựa, phin pha cà phê, bình đựng nước, bình thủy, quá trời, bông, ly, đồ nhựa. Đồ dụng cụ đồ dùng gia đình. Rồi, thôi. Đồ thủy tinh, sành sứ, tô ly, chén, dĩa, muỗng. Ở chợ này các cô bán khuôn bánh không ạ? À. Con hỏi cho con ít thấy. Con hay đi chợ An Đông thấy họ trưng khuôn bánh nhiều. Con cảm ơn cô ạ. Lối đi nhỏ xíu xíu luôn. Đồ sành sứ thủy tinh, kéo, dao. Wow, sạp này đồ khô trình bày đẹp quá trời luôn này. Xoài sấy cao cấp, tất cả đều để giá. Rất là dễ mua, đỡ phải trả giá. Đây, còn lối này thì kẹt rồi, thôi đi lối khác. Rồi, cô trưng bày đẹp quá trời. Cái nào cũng có nhãn hiệu rồi giá. Mua không có phải trả giá. Điều. Đây, một sạp bán quần áo. Sạp này bán rất là đông khách. 2, 4, 5, 6 khách đang lựa vải. Cô xếp rất là khéo. Khăn mỏng mỏng. Ở đây chúng ta sẽ đi ra phía cổng chính. Thì có lấy ớt đâu? Đây, với khu bán vải áo dài này, vẽ rồi kết đá pha lê. Đó, chỗ này còn có cái bảng rất là hay, khách hàng là người trả lương cho bạn nào cô. Này, chính xác đúng quá luôn nha. Khách hàng là người trả lương cho bạn, khách hàng là người không quyết có định. Khách hàng là đói đấy. Đúng rồi, không có khách hàng là đói. Cô chuyên bán áo bà ba hả cô? Bà ba đi. Người trẻ có, người lớn tuổi có. Dạ, thưa là bán may sẵn này là bao tiền một bộ này thưa cô? 350 thôi. 350 là cả áo cả quần. Đúng rồi, quần đen với quần trắng, có quần đen quần trắng. Cái này không có, không để túi hả cô? Bà ba. Không, bây giờ bà ba giới trẻ nó may túi quần chứ không có túi áo. Dạ. Vậy là bà ba này cho giới trẻ. Đúng rồi. Còn nếu mà bà ba cho người lớn tuổi thì đây, bà ba cho người lớn tuổi là bà này. Đây. Túi áo. Ồ, nhưng mà đúng bà ba này nhìn trông nó không có
cái này thì nó người lớn tuổi, người lớn tuổi giống như mấy bà già bác lớn tuổi, không có eo đúng không? Bà ba giới trẻ thì nó eo co giống như áo dài vậy đó. Đây, bà ba giới trẻ thì nó eo co như thế này. Trời trời. Vậy cái đấy có đủ số đủ size không thưa cô? Đây cô quay một vòng cho đó, cho nó đủ. Đây. Đủ màu, đủ size, đủ số. 350 một bộ là may sẵn rồi đúng không cô? Đúng rồi. Còn nhưng mà nếu mà may đo thì cô có may không? Hay là không? Thì may sẵn rồi mới có giá rẻ vậy đúng không cô? Đúng rồi. Chứ còn tiền công cô một... có cái size 75 kg vẫn có. Vậy là từ nhiêu ký tới nhiêu ký thì vừa thưa cô? Cô có đủ size hết á. Như là cỡ như cô là size medium, size M. Người ví dụ như phụ nữ cao 1m6, 1m7 mặc vừa được không? 1m6, 1m7 nặng bao nhiêu cân? Cỡ khoảng 6-70kg. Size 2X là? 2X. Và cái này là người lớn tuổi đều có đủ size. Như người lớn thì nhiêu tiền một bộ thôi cô? Cái này là 300. Lớn này rẻ hơn à? Cái tùy theo này gấm Thái Tuấn. Gấm Thái Tuấn. Áo nào quần đó, áo nào quần đó. Vâng. Còn cái bào ba trẻ nó khác. Gấm Thái Tuấn, đây là đồ may sẵn nha các bạn. May sẵn thì là cô bán từ 300 đến 350. Đây là các bạn có thể mua cái này cho các bà, các mẹ này. Tay ngắn, tay dài có cả này. Đó, cổ thì cũng được thê cổ tròn này. Cổ tròn này. Tay thêu. Rồi còn cái này là đồ thêu. Đồ theo truyền thống. Theo truyền thống. Như bộ này thì nhiêu tiền thưa cô? 260 tay ngắn. Ủa sao rẻ đấy? Cả áo cả. Đúng rồi, nó tùy theo cái chất vải. Còn cái này là hàng của Thái Tuấn gấm. Thái Tuấn gấm là mắc tiền hơn. Đúng rồi. Tất cả gấm là của Thái Tuấn. Đây cô còn trang trí cả cái vòng này cho khách gọi là đó. Đồ nó lung linh. Đúng rồi. Nó dễ cưng hơn. Vâng. Cô bán đây được nhiêu năm rồi thưa cô? Hai mấy ba chục năm rồi. Cửa hàng cô có nêm cạc gì không thưa cô? Vâng, cô để con giới thiệu cho cô đắt khách nha. Con tên là Tuấn Dương, kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Con hay giới thiệu rất là nhiều chợ mà các cô chú ở nước ngoài về nhiều khi biết chỗ để mua. Vậy là cô là Văn Sơn là ai cô? Văn Sơn Hoài Linh đấy. Cô quầy tên cô đấy. Văn Sơn Hoài Linh là tên cô là Văn Sơn Nga. À? Cô tên Nga đây nhá. Bây giờ cô giới thiệu mấy cái mẫu nào mà bán chạy. Bà Lai gấm của Thái Tuấn. Bà Lai gấm. Bà Lai gấm. Bà Lai. Kiểu này là cổ bà Lai. Cổ bà Lai. Đây, cái này cũng bà Lai. Cũng bà Lai. Này, này là cho người lớn tuổi hay sao? Đúng rồi, tất cả cái này lớn tuổi. Cổ này cũng là bà ba đây. Bà ba này cho bà trung niên à? Còn cũng tùy thôi. Bà này cũng vẫn còn eo này, sợ bà già thì sắc hết eo rồi. Đúng rồi, cái này người trẻ mà. Eo trong, eo ngoài. Vâng, eo trong, eo ngoài. Đây có các màu này các bạn này, đây là màu hồng này, màu đỏ này. Đây là hồng cánh sen nhá. Xanh bí á. Xanh lý. Rồi màu tím. Tím Huế. Màu này gọi màu gì thức? Màu cánh sen. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc, màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Nói chung là rất là nhiều màu. Vâng. Không có được cái cạc cái đây. Số 525 chợ Tân Định, sạp có tên là sạp Văn Sơn. Và số di động của cô là 0908787 1. 3 lần số 87 rồi số 1. Tên là cô Nga. Và lúc này buôn bán được không cô? Chợ vắng. Mà cô bán từ xưa đến nay thì trước khi mà siêu thị mấy các thứ chưa có nhiều thì mình bán được không cô? Cô có bán online không? Cô không có rảnh. Thôi thì vâng, dạ cô bác mà mình thích áo bà ba mà muốn một phát ăn liền á thì cứ tới ghé để mình thử ủng hộ cô nhé. Các bà các bác mà không có thời gian á, mình muốn mua những cái bộ áo bà ba may sẵn thì lại đây. Giá từ 300 đến 350. Có 200 mấy cũng có, nó nhiều lắm. 200 mấy cũng có cô. Mà cho anh hỏi ví dụ như mua ở đây có phải trả giá không? Không, nó một giá thôi. Cô đóng sĩ cũng vậy mà. Thì mà đọc báo thấy bảo đây chợ nhà giàu. Nhà giàu đâu, nhà giàu. Bình thường thôi. Rồi thôi con cảm ơn cô nhé. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, dạ, con đi ạ. Bộ đũi cô tông. Phải ưu tiên phụ nữ đi trước. Có cả khách nước ngoài. Đi theo mà sợ con mà. Mình chỉ đi
Rồi, quần áo bà ba rất là nhiều nhé. Những cái loại quần áo may sẵn, áo len cổ tim nữa. Có cả những cái bộ pháp phục đi chùa cũng mặc được. Thanh phượng, các loại vải. Rồi, ren lưới, ren... quá trời. À đây nhận, có nhận cả gửi hàng đi Mỹ, Úc, Canada, uy tín giá rẻ. Quá trời vải luôn. Vải chất cao còn hơn cả đầu người luôn. Cái nào xấu quá là xóa thẳng à? Là nó chỉnh hay cho đẹp hay là cái gì đó, ai biết đâu cái gì. Dạ, không, con đi quay chợ, cô cứ làm việc đi. Dạ, đây. Dạ, đây, ô dù áo mưa. Chào cô, dạ. Nón, đây, hồi nãy các bạn vừa mới coi một cái tiệm áo dài bà ba rồi nhá. Tiệm Văn Sơn thì ví dụ mình thích mua nón lá đội mặc với áo bà ba thì lại đây. Sạp của cô là cô Yến Thanh, Yến Khanh. Dạ. Cô cho con cái nêm cạc được không ạ? Đây, giới thiệu cho các bạn để ai thích về ghé chợ Tân Định mua bộ áo bà ba rồi mua cái nón lá đội luôn. Dạ, dạ. Sạp của cô là số bao nhiêu cô nhỉ? 602. Dạ, sạp 602 nhá, sạp Yến Khanh. 602, 604. 602. Vâng, chào cô. Dạ, dạ, vâng, 602. Cô bạn. Dạ, Sài Gòn ngày nay thưa cô. Sài Gòn ngày nay. Okay. Vâng, vâng. Cô về tối nay coi là có. Cô có trên mạng luôn hả? Vâng, có trên mạng luôn. Trời ơi, đẹp rồi, đâu cần chỉnh. Đây là tới mua áo bà ba của cô rồi tới đây mua nón lá này. Dạ, con coi thử cái này. Đây các bạn này, du lịch Việt Nam. Dạ thưa, một cái nón này là nhiêu tiền cô? 60 ngàn, cỡ khoảng chưa tới $3 nhé. Còn cái nón nhỏ này thưa cô? 35 ngàn. Đấy, mấy anh Tây rất khoái đội cái nón này này. Vừa chơi nó vui vui. Mà đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam mình, cái nón này làm từ cói. Chất liệu này nó không có gây ô nhiễm môi trường. Dạ. Cô bán đây được nhiêu năm rồi thưa cô? Gần 40 năm. Gần 40 năm. Chợ này như có cả trăm năm ấy, gần trăm năm. Dạ, à. Thưa cô lúc này buôn bán tốt không? Nói chung là tình hình hơi chậm. Hơi chậm. Mình nhờ khách quen. À, cô nhờ khách quen, khách mối. À. Ngoài cô bán cái nón, các cô bán những cái gì nữa? Ra giường, mền. À, ra áo giường, mền, áo mấy mưa. Mấy hay mua võng lắm á. À, võng. Ừ. Đây, cô bác cũng có thể mua những cái võng này. Cái võng. Dạ. Võng rồi chiếu. Dạ. Áo mưa, rồi phụ xe, phụ máy giặt, đầy đủ hết. Rồi khăn trải bàn, các thứ, ren, dây dù. Võng dù đây đúng không cô? Võng dù. Đây các bạn gọi số điện thoại nhé, 09-0844-5532. Gặp cô Yến Khanh, sạp 602, chợ Tân Định. Chuyên các cái mặt hàng như là vải trải bàn, khăn bàn thêu, nệm chiếu, chiếu nhựa, chiếu trúc, mùng mền gối, tăng che mưa, áo mưa, võng dù, bao bì nón lá, mảnh cửa, màn cửa. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhá. Dạ, con đi một vòng. Dạ, rồi, rồi, con chào cô ạ. Dạ. Rồi ra đến khúc ngoài này là... ở đây, chú không có khách, chú nằm ngủ trưa luôn. Cô trông thôi. Khu này là bán cũng nón lá này, nhang đèn. Sửa chữa xi mạ gia công vàng bạc. Rồi, tiệm các cô bán hoa, bán đèn cầy, rồi vàng mã, nhang trầm hương. Đây, mời cô bác anh chị cùng coi cái ngôi chợ, chợ Tân Định. Đây, một cửa hàng bán dừa khô, kim hương. Chữ này là chữ, cũng là chữ in rồi, không phải viết tay, dừa khô. Đây, cô có cái máy nạo dừa đấy, cô ạ.
máy nạo dừa khô để ép ra lấy nước cốt dừa. Ở đây khúc này là giữa chợ, giờ các tiểu thương ăn cơm. Rồi một số sạp này thì cũng không có buôn bán. Nói chung các cô nói bây giờ là kinh doanh cũng hơi chậm. Rồi mèo này. Đấy, ngay chợ có chú mèo chạy luôn này. Rồi qua tới đây là cái khu hàng thịt. Rồi mình sẽ quay lại nhé. Ba lô kẹp tóc, thời trang Mỹ Hiền. Đại Đồng Tiến, đây các sạp bán kẹp tóc, đồ xi mạ, trái cây, nhãn bắp cải, nhãn bự, sơ ri, mít đỏ. Sữa đậu nành cô gái Tân Định này, đóng cửa nghỉ đây. Bưởi này, dừa, trái cây hồng Ba Lý. Đấy, các sạp trái cây, các giỏ trái cây, lẵng trái cây, cam. Đấy, măng cụt, chôm chôm, bòn bon, nhãn, mãng cầu, xoài. Quá trời luôn. Rồi, sầu riêng, mận, xoài. Quá trời. Bánh crepe. Rồi, sầu riêng ngọt sẵn 124k 132k. Sầu riêng hạt lép 9 cây. Đây có một cái sạp này là bánh tráng trộn của anh Lý Bạch nha. Biết giờ đi đâu rồi. Mua đây, bán đi khách chờ đi, đi ngủ à. Ra mấy khách luôn. Đây, bán luôn bánh tráng Lý 338 Hai Bà Trưng nhé. Ngày xưa mình cũng học nghề của anh chủ đây nhé. Gỏi xoài, khô bò, bánh tráng chấm muối ớt. Khô gà. Giờ là bán nguyên ngày hay sao hả anh? 12 giờ mở cửa. À 12 giờ, bán đến mấy giờ? 1 giờ rưỡi. À bán đến 11 rưỡi khuya. Rồi rồi, anh làm đi, rồi ok. Đây, như là anh ấy thuê cái sạp này ở đây này các bạn này. Sạp tư thải à? Thuê sạp này ở đây để bán bánh tráng để trưng bày đây. Để mấy cô bán trái cây đang ngủ. Ở bên này là sầu riêng Hoàng Quỳnh, xỉ lẻ sầu riêng. Khách mua cái thì ta mua trái nào ta cắt xong rồi cho vô hộp rồi quấn ni lông về chỉ việc ăn thôi. Qua bên kia là các bạn là đường Trần Quốc Toàn. Ở hướng này các bạn là chúng ta sẽ đi về phía khu vực cầu Kiệu này. Đây đang là góc Nguyễn Văn Nghĩa cắt với Hai Bà Trưng. Đây các sạp bán
trái cây này. Rồi bán bông. Quỳnh Trang Flower nhận thực hiện mọi dịch vụ về hoa, số 2A chợ Tân Định, Hai Bà Trưng. Tức là mọi dịch vụ về hoa, hoa gì cũng có luôn. Đây bán áo dài may sẵn 650.000, áo nam thêu 380.000, áo may sẵn. Các cô đang lựa mua quần áo này. Đan thanh, xỉ lẻ, quần áo, đồng hồ, túi sách. Các cái đầm bằng ren này. Đây ai mua mấy cái đầm ren này cũng được 400k này. Tạm quần áo, xỉ lẻ, đồ sơ sinh. Chợ Tân Định, kính chào quý khách. Chợ Tân Định. Đây những cái bộ áo dài may sẵn ở chợ này. Chợ Tân Định. Thường áo dài may sẵn thì nó sẽ không đẹp được như là may theo số đo. Cửa hàng Tân Định, địa chỉ chợ Tân Định, phường Tân Định luôn. Đây chắc mình sẽ đi băng qua đường đi để mình quay toàn cảnh ngôi chợ cho nó rõ để cô bác anh chị dễ theo dõi. Đây, áo dài, vải thời trang. Đây mời cô chú anh chị cùng coi toàn cảnh cái ngôi chợ Tân Định. Đây thì phía trước có một số những cái bảng quảng cáo rồi mấy cái rèm. Hai bên này là cái tháp chuông, có ba cái tháp. Mặt trước của chợ Tân Định này. Rồi bên kia thì là bệnh viện quận 11 các bạn. Xin lỗi, bệnh viện quận 1. Nói lộn. Rồi đây cửa hàng vải này. Hợp tác xã thương mại. Rồi cửa hàng vải bán vải ký 100.000, 200.000 một ký. Vải giảm giá. Rồi cửa hàng vải Kim Thành. Những cái mẫu vải và trang trí cũng rất là đẹp. Mấy tiệm này chắc bán đồ mắc tiền không ha. Các loại vải xỉ lẻ thời trang, hình bông hoa sen này. Rồi vải thêu hình con công. Đây, áo dài học sinh. Các cái bộ ren kim sa. Đây, cửa hàng vải. Vải ABC. Tay cửa hàng thêu tay. Đây có mẫu vải áo dài nữa này, nhìn rất là đẹp nhé. Huyền Tú. Rồi áo dài Hiền Đức, vải giảm giá 100k 5m. Dạ. Vải quần
đề đan. Đây nữa, những cái mẫu vải áo dài mốt mới, mô đen mới này, các cô đi lựa để may đồ. Vải hương. Rồi đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ gặp nhà thờ Tân Định. Đấy các bạn nhìn. Đây là đường Hai Bà Trưng, 310 Hai Bà Trưng. Mời cô bác cùng nhìn lại toàn cảnh ngôi chợ Tân Định ngay ở góc Nguyễn Hữu Cầu cắt với đường Hai Bà Trưng. Rồi đi chừng vài bước chân nữa thôi thì chúng ta sẽ gặp nhà thờ Tân Định. Giờ buôn bán ở đây các bạn nhìn này, những cái nhà mặt tiền ghi đề biển cho thuê, bên kia cũng nhà cho thuê với cái số điện thoại rất là to. Hai căn liền nhau nhé, để số điện thoại to bự chả bá luôn. Và quan trọng là có ai mướn hay không. Cũng rất lâu rồi mình thấy đề biển mà không có ai mướn. Đây lối này là vào tu viện Thánh Phaolô. Tới đây thì các bạn sẽ gặp khá nhiều những cái khách Hàn Quốc sang Việt Nam chơi. Người ta sẽ đứng ở gần cái nhà thờ Tân Định để chụp hình. Đây, nhà thờ màu hồng rất là đẹp. Ở ngay góc này có chú thợ sửa đồng hồ. Thợ sửa đồng hồ Pháp. Sửa đồng hồ thay pin. Đây các nhóm khách nước ngoài đang đứng ở trước cửa nhà thờ để chụp hình. Muốn lưu trữ lại những cái kỷ niệm khi mà đi qua Sài Gòn chơi. Đây bên kia các bạn nhìn này, cũng hàng loạt người đang đứng để chụp hình, đa số là khách Hàn Quốc. Hàn Quốc rồi Trung Quốc. Nhà thờ Tân Định. Cái giờ này các bạn người ta chưa có cho chúng ta vô. Đang là giờ nghỉ trưa. Đây quay bên trong cho các bạn coi. Thank you.
rất là nhiều người thể tới đây để chụp hình. Không tham quan thứ bảy và chủ nhật. Đang nghỉ trưa này. No visit on Saturday and Sunday. Nhìn cũng rất đẹp nhé. Bên kia là tượng Chúa giang tay rồi. No visit. Khách vô tham quan thì được lấy bác bảo vệ chỉ không tham quan là thứ bảy và chủ nhật. Ta chuẩn bị băng qua đường nhé. Hàn Quốc họ qua họ đang hỏi nhau của mày có được vô không. Bác bảo vệ bác cái lắc đầu. Ngày hôm nay chủ nhật bọn tao nghỉ. Đây là cái hình ảnh toàn cảnh của nhà thờ Tân Định, quận 3 gửi tới quý cô chú anh chị khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đó, rất là nhiều những cái chiếc xe chở khách du lịch sẽ dừng ở trước cửa nhà thờ tới để tham quan. Nói chung thì người ta cũng rất là thích thú với cái kiến trúc của nhà thờ này. Và tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng nhà thờ không có mở cửa cho khách tham quan. Đây họ đang đứng để ngắm nhìn. Bạn nữ dễ thương quá. Không tới được bên trong nhưng mà vẫn đứng ở bên ngoài để chụp hình được nhé các bạn. Đây, đây là một cái góc có lẽ rất là đẩy siêu. Toàn cảnh của cái nhà thờ. Mọi người
Đây là góc đường đi Công Tráng cắt với đường Hai Bà Trưng nhé. Đinh Công Tráng cắt với Hai Bà Trưng. Rất là đẹp luôn. Rồi, tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video và cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi clip. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để theo dõi những video mới của Tuấn Dương, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.